Đang nấu hủ tiếu. Nhà cái tự làm. Chị đang nấu hủ tiếu chứ đi làm. À, miếng gà. Ăn hủ tiếu bạn ơi, ngon lắm, nhà làm luôn. Tân sao Tân à? Gila narah narah chọc mẹ nam này sụp sân chân luôn. Tiếu nhà làm. Đây là cao thủ của đất. Chưa ăn chưa biết. Ăn rồi mới biết. Ăn mới biết là ngon. Sau tô 4 rồi. Cho ơn gạ nào. Gạ là tập trung ạ. Ông ta tập trung thế ạ. Rắc hắn tập nạp là nào. Thế nạp là nào. Yeah, we've all.